Ok, hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay đáp ứng theo nhu cầu của một fan hâm mộ thì mình sẽ làm video về Ramu Thái sẽ đấu với Lee Sin Quyền Thái. Ok, Ramu Thái là ở trong Liên Quân Mobile ha, còn Lee Sin Quyền Thái là ở trong Liên Minh. Rồi, đây là Lee Sin Quyền Thái. Đúng không? Hai thằng á, thằng nào cũng be hết trơn, thằng nào cũng tập tạ hết trơn, đúng không? Có chung một sư phụ ở bên Thái. Đó, nhưng mà thằng Ga này là có cái bao tai gồng đúng không, còn Lee Sin là như bệnh vậy không. Giờ bây giờ quýnh thử coi thằng nào win ha. Ok, trước khi xem video các bạn đừng quên để lại cho mình một like và một cái subscribe, đăng ký kênh ha. Ok, sẽ không mất nhiều thời gian các bạn đâu, các bạn cứ bấm like đi, bấm thoải mái đi, không có vấn đề gì, mình không có buồn nữa ha. Ok rồi, nếu được thì share video nữa ha. Yeah, ok, bắt đầu quýnh coi thằng nào win. Đó, rồi mới vô á, đấm cái muốn xỉu. Này đâu con? Anh cho mày ăn xe du lịch nè. Mày lên đây. Mày đâu? Ây da, vãi cái nó me nó đợi mình xuống, nó quất mình kìa. Rồi, nói chung thầy sao mày điếm gì? Mày lại đây con. Trung thầy sao mày điếm vậy? Trung thầy sao mày điếm vậy? Rồi, trời ơi. Rồi nữa, hai cú. Chắc tôi lên dễ sớm quá. Rồi, ba cú. Ở đâu à, nó hành tung nó bất định quá vậy, chỉnh thời tiết lại coi. Rồi bốn cú, mấy thằng này học thầy rồi giết luôn thầy, lấy bí kíp gì vậy, lấy bí kíp nè. Rồi má xin kèo thấy không thơm rồi. Rồi, rồi móc cái bọc luôn. Mày lại đây con. Mày giỡn với bố hả? Rồi, đó. Chơi đơn cá đóng lên cái múc, mày múc chỉ tới đây luôn. Biến chỗ khác mày, biến chỗ khác mày. Mày ra đây không? Giỡn với tao hả? Giỡn với tao hả? Giỡn hả? Giỡn hả? Gồng ông nội mày. Tao quê mày rồi đó. 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 Mày ra đây con. Mày ra đây con. Tao quê mày rồi đó. Nha. Mày quậy cái chưởng nó không xỉu luôn mà nó đóng lên cái như điện. Mày thành quỷ rồi mọi ơi. Thành quỷ rồi mọi ơi. Nó thành quỷ rồi. Mày đâu? Quỷ rồi.
khoan ở đây. Gồng gì ở đây. Đúng rồi đó, bắn nó. Bắn nó đi. Ôi. Mày gồng tao không biết gồng hả? Né đấm hơi nhẹ. Mày ở đây con. Giờ mới chính quyền hả? Mày giờ mới chính quyền hả? Hả? Đây, ở đây. Mày ở đây. Mày ở đây con. Mấy chú bà nó bắn không thấy đường mẹ chứ. Rồi, xong tôi luôn. Biến chỗ khác chơi đi con. Mấy quỷ này. Mấy thằng quỷ này. Mày ở đây. Được chưa? Chịu thua chưa? Rồi, xong, win. Đây, nằm một đống thà lè. Vậy đi chứ. Giỡn hả? À, giỡn hả? Cháy luôn rồi kìa. Cháy đèn thui luôn. Yeah. Ok các bạn, vậy là Ga Mu Thái đã chiến thắng Lee Sin Quyền Thái nha. Cái gì lum lên la chứ gì? Để tao giải quyết cái tụi này coi. Mấy cái tụi tào lao này. Tào lao này giải tán đám đông luôn. Ok các bạn nếu thấy video có hay thì nhớ để lại cho mình một like và một cái subscribe đăng ký kênh nha. Ok, tập sau mình sẽ làm những cái tướng mà liên quân đấu với tướng liên minh ha, coi tướng nào win. Ok, goodbye, see you again.